Thịnh á, lấy ai gà thôi. Cái mẹ nó dày. Không ăn thăm. Ở nhà hết sạch rồi. Cháu nhắn nhắn cho cô Ngân từ hôm nào cô đọc chưa? Sao nào hôm qua cháu mới lại nhắn tiếp chứ? Nhắn từ hôm nọ rồi. Đọc thế rồi. Nhưng mà không cần nói gì. Chứ cháu rồi. Không phải, đợt này có mấy đứa nó kiểu như nó về chơi Tết ấy. Nó cứ lấy 10 cân 1 nó hết rồi. Cháu cũng không, cháu lấy hai tí quá, cháu hai gà thôi cũng được. Cháu bán hết cho lại lấy. Mời như còn lắng lắm ngày mai phải không? Cháu lấy tạm hôm nay hai gián đấy, nhưng mà mẻ mai hoặc là mẻ kia thì cần cháu đấy nhá. Trước không mưa ấy. Mẻ này hôm qua còn phải sấy, mẻ này hôm nay chắc định cũng phải sấy, không sấy không khô. Mình thái không sấy, không khô được. Không khô được, nếu mà cứ âm âm dày như này là không khô. Tạo để bỏ nước tiếp này. Ba tiếp, hôm qua còn ba tiếp. Thế nào hôm qua không phải sấy à cô? À hôm qua rồi, hôm qua cũng dâm dâm nhỉ? Qua dâm hơn hôm nay. Rồi hôm qua dâm hơn hôm nay nhỉ? Tưởng nó không có bánh không khô ấy. Qua bánh phải là tối không khô. Vâng. Đúng rồi, sao nhớ hôm qua quần áo phơi không khô ấy. Hôm qua sáng mưa nên chưa ấy. Ô đám cưới sẽ từng xong rồi. Chiều nha. Thế à? Lúc cháu đi qua thế. Riết năm nay nào là ba phải không? Thế quay vậy? Chắc chỉ bằng Hân đây, Hân học lớp 2. Hân nó to từ bé nó to.